Trong đêm giao thừa 9 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh đã đến thăm chúc Tết Phòng Cảnh sát Phong Trà Chả Giới và Cứu hộ Củ Nàng, Ga Huế, cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Đến thăm chúc Tết Phòng Cảnh sát Phong Trà Chả Giới và Cứu hộ Củ Nàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh chúc mừng những kết quả mà cán bộ chiến sĩ đơn vị đã nỗ lực đạt được trong năm vừa qua, nhận được nhiều thành tích của địa phương và trung ương trao tặng. Thời gian tới, yêu cầu Phòng Cảnh sát Phong Trà Chả Giới và Cứu hộ Củ Nàng tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan đơn vị trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu vực, địa điểm có nguy cơ cháy nổ, kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục ngay các cơ sở thiếu sót dễ dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy nổ. Chia sẻ trong đêm giao thừa, mọi người được về nhà sum vầy bên gia đình, nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn làm nhiệm vụ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh chúc cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ năm mới luôn sức khỏe, đón Tết vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân trong dịp Tết. Thăm hoạt động Ga Huế đêm 30 Tết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng dịp Tết Nguyên đán lượng khách trở về và đi khá lớn. Vì vậy, Ga Huế cần triển khai các giải pháp trong việc bán vé cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân mua vé, đi lại thuận tiện nhất. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết của lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên ngành đường sắt trong năm vừa qua. Hy vọng sau năm 2024, ngành đường sắt tiếp tục có những chuyển biến tích cực, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách, đẩy mạnh mở rộng thị phần vận tải hàng hóa, dần dần lấy lại vị thế của ngành đường sắt, đóng góp vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ thống giao thông của địa phương. Tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài, mặc dù lượng khách trong đêm 30 không lớn như các ngày trước đó, nhưng lực lượng an ninh, cán bộ, công nhân viên vẫn làm việc tích cực nhằm đảm bảo cho người dân được thuận tiện nhất khi qua cảng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh mong muốn trong năm 2024 với nhà ga T2 hiện đại mới đưa vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu của xã hội, là điểm đến an toàn, là cửa ngõ cầu nối giữa các vùng miền trong cả nước và quốc tế, xứng đáng là vị trí, vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực Bắc Miền Trung.